Chính chút thời gian nghe Bùi Hồ đọc cái bạn này nhắn qua Zalo cho Bùi Hồ à, nói là nói được sẵn sàng, coi như là cô bác quý anh chị nghe để mà bạn này viết ha. Chị Duyên kính mến, câu chuyện của chị đã viết lên cho em một bài học sâu sắc trong cuộc sống này, đó là ý chí, nghị lực và cả lòng vị tha bao dung của một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Là cái phần của chú Phát 5 triệu 1 2 3 4, đây là chú Phát và Việt Kiều Úc gửi riêng cho chị 5 triệu. Con xin cảm ơn chú Phát nhiều và chú Phát và gia đình chú Phát luôn sức khỏe. Đây là phần của bạn Hải ở Việt Kiều Mỹ gửi cho chị 2 triệu 350 nghìn đồng. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ và chị Duyên với lại dì Hòa đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Thì cũng khá là lâu, hơn một tuần nay thì Bùi Hồ mới gặp lại, chính xác là khoảng hơn 10 ngày á dì Hòa. Hơn 10 ngày rồi. Mới gặp lại chị Duyên. Thì cô bác quý anh chị có thể thấy là hình ảnh của chị Duyên hôm nay rất là khác so với thời điểm cách đây khoảng 10 ngày. Và trước đó nữa là khoảng hơn một tháng. Thì với một thân hình một cô gái tiêu tụy, thì hôm nay là chị Duyên là một cô hot girl đúng nghĩa, với hình ảnh là một cái hàm răng trắng tươi. Chị cười lên cho mọi người xem với được tất, với lại một cái mái tóc đen tuyền rất là đẹp luôn. Thì cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã làm YouTube, đã hỗ trợ cho chị Duyên để cùng nhau chung tay có thể cho chị Duyên có một cái cuộc sống tốt hơn. Và cũng nhân đây thì Bùi Hồ cũng quay về chị Duyên đó, thì cũng đồng hành với chị Duyên đi qua cuộc sống Việt Kiều, cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chị Duyên một ít. Có hai Mạnh Thường Quân, thì trong đó có một bạn Mạnh Thường Quân nhỏ hơn chị Duyên và coi cái hoàn cảnh của chị Duyên rất là xúc động và cứ nói với con là anh ơi, anh để cho em trao Duyên với chị Duyên với, tại vì em thấy có một cái nghị lực sống phi thường. Trước khi đi á thì chị Duyên có thể nói là hiện nay là về sớm mình thì có bỡ ngỡ về cái nhan sắc của chị không? Nói đây cũng như là họ cũng thì dài hổng dài sớm ghiền thì người ta cũng khen nhiều lắm rồi. Bữa nay là thấy tròn chịa nè, đẹp gái lên là được 70% rồi. Cái này là một tháng sau nữa là rất là đẹp, tại vì hổm gài. Tại vì một tháng nữa Duyên sẽ Duyên biết bây giờ là trên cộng đồng mạng có yêu cầu gì quà mua kem cho Duyên sức, thì bữa nay cũng theo nhu cầu của cộng đồng mạng, gì quà cũng đã mua kem cho Duyên dưỡng dưỡng từ từ. Duyên cũng vợ sửa soạn được lên từ từ, thì cộng đồng mạng cái đó là theo yêu cầu của cộng đồng mạng. Duyên rồi hổm ra bữa nay cũng được cũng mà phấn trắng lên nhiều, giống như là bên kia về là không biết gì, như hôm nay cũng được 50-70% mà nói gì với cộng đồng mạng cây, nói đi thì nói con về đây con cũng lo làm ăn đồ, con cũng tính làm ăn giờ đồ, con cũng đồ sao đây nói cái tiêu tư của con sao con nói ra đi. Con mới nói gì anh Bùi Hồ hỏi con thì con trả lời với con. Anh Bùi Hồ hỏi con gì thì con trả lời, chứ anh Bùi Hồ không hỏi là con không biết gì trả lời. Ở ngoài này cái nụ cười của mình có tự tin chưa em? Mình thấy chị là cười miếm miếm à. Dạ. Tự tin rồi. Cách đây hơn khoảng 10 ngày trước thì đối với Bùi Hồ, tiếp xúc với Bùi Hồ cũng như là mọi người khác á, thì hình ảnh của chị Duyên bẽn lẽn, gục ghè. Nhưng hiện nay ngồi gần Bùi Hồ là một cái chị Duyên vui vẻ, hoạt bát và yêu đời. Và thôi thì mình sẽ chạy một đoạn tí nữa đi, sau đó thì sẽ gửi trao tiền cho chị Duyên, cũng như là đọc một cái bức thư mà bạn này gửi cho chị Duyên, với một cái lời là yêu cầu là anh cứ gửi cho chị Duyên cho em nhắn một cái lời với chị Duyên ha. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình đi ha anh ha. Dạ thôi mình bây giờ mình chạy một kiếm đoạn nào ngắn cho nó mát mát, cho nó mát đi. Rồi sau đó mình sẽ lại sớm Việt Kiều thăm một hai hoàn cảnh nữa ha chị ha. Dạ. Thôi bây giờ bắt đầu ha cô bác với anh chị. Nãy giờ chạy một đoạn thì bây giờ cũng tới rồi. Tới cái nơi mà cho quay cho cô bác với anh chị xem. Thật ra thì ở nhà cũng được, nhưng mà ở nhà thì nó tù túng quá. Cái cảnh nó không có thoải mái giống như ở đây gì Hòa. Đúng rồi. Cho chị Duyên đi coi như là đi vòng vòng cái khu chợ nổi này luôn.
ra thì cái cuộc sống của chị Duyên bây giờ ở Việt Nam thì nó cũng em ấy thì nó cũng con nấy á nhiều à. Thì nó cũng tinh thần cũng đã tốt mà. Thì cái cuộc sống nó cũng ổn định rồi. Thì bây giờ cái và người thì cũng đã đẹp ra, tươi ra. Nay á là muốn hướng dẫn chị với dì Hòa đi lại cái chợ nổi này để mà coi cho mọi người thấy cái hậu cảnh cho nó đẹp đẹp á mà. Rồi sẵn đây thì như thế này, em đến đây thì có cái việc chính của em á là để trao tiền của Mạnh Thường Quân hỏi thăm sức khỏe cô chị. Thì trước đây em cũng nói là cũng có rất là nhiều Mạnh Thường Quân ở trao tiền ở clip em nhưng mà em không có nhận. Thì cái cô mấy cô chú nói là chắc tại không có duyên rồi. Thì con có nói thôi đồng hành với những cái hoàn cảnh khác. Thì có những cái bạn, những cái chú, những cái anh xem được clip và có gửi về. Thì trong đó có một bạn tên tiếng Việt là tên Hải, nhỏ tuổi hơn chị, chắc có thể là kêu bằng em đi, tên Hải, và tên tiếng Anh là Julian Nguyễn. Thì gửi về cho chị là 100 USD. Thì bạn đó nói là em thì hồi đó giờ em không có coi YouTube. Em ít coi YouTube thì mẹ của bạn Hải đó thì nó coi cái hoàn cảnh này đi. Thì coi được cái clip chị mà lúc mà chị nhặt gác á, anh nó cứ bạn nó cứ là thấp thỏm, hồi hộp, thậm chí là ngủ không được luôn hay gì. Ngủ không được luôn. Tại vì bạn đó nói, bạn Hải nói là không nghĩ tại sao là với một môi trường như vậy thì chị có thể sống được ở như vậy. Tại vì bạn đó đang ở Mỹ và qua Mỹ hồi năm 15 tuổi. Thì năm nay thì cũng gần 30 rồi. Thì hôm nay thì trước khi đi gửi tiền, giao tiền cho chị á, thay mặt cho bạn Hải với lại một chú tên là Phát ở Úc gửi cho chị 5 triệu nữa. Đó là có hai Mạnh Thường Quân, một là chú Phát ở Úc gửi cho chị 5 triệu, hai là bạn Hải ở Mỹ gửi cho chị là 100 USD, tương ứng với 2.350.000 đồng, là tổng cộng cái số tiền là 7.350.000 đồng. Thì nhưng mà trao tiền thì sẵn đây thì bạn đó nói là anh có thể đọc cho em một cái tâm thư này em gửi cho chị Duyên được hay không, và em sẽ coi như cô bác quý chị nhín chút thời gian nghe Bùi Hồ đọc cái bạn này nhắn qua Zalo cho Bùi Hồ nói em nói được sẵn sàng coi như là cô bác quý chị nghe để mà bạn này viết ha. Chị Duyên kính mến, câu chuyện của chị đã viết lên cho em một bài học sâu sắc trong cuộc sống này. Đó là ý chí, nghị lực và cả lòng vị tha bao dung của một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng ý chí rất phi thường. Nhưng ý chí của chị thì rất phi thường. Cảm ơn chị đã cho em một cái niềm tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay. Cho dù ngày hôm nay của chúng ta có đen tối, mù mịt như thế nào đó thì mình vẫn phải có niềm tin vào ngày mai. Chúc chị và gia đình luôn bình an, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Chị phải sống thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người đã yêu thương chị. Đó, bạn này là Hải qua Mỹ cũng đã lâu rồi nhưng mà viết một cái bức thư rất là ngắn gọn, xúc tích, và coi như chị là một cái có một cái ý chí phi thường để vượt qua những điều khó khăn đen tối nhất. Nói chung là đọc cái bức thư của bạn này có bao nhiêu chữ thôi, nhưng mà người làm YouTube như Bùi Hồ á thì cảm thấy rất là vui khi nào mà đã cùng với em Phong Bụi đã truyền tải được một cái thông điệp gì đó ý nghĩa cho cuộc sống này. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, và hãy tin, vẫn tin vào ngày mai, biết đâu đó có một phép màu nào đó sẽ đưa đến mọi người đến một cái cuộc sống tươi đẹp hơn. Và chắc có lẽ là sau cái bức tâm thư lời nhắn nhủ ngắn gọn và đầy chân tình của bạn Hải thì chị có thể nói lời nào với lại bạn Hải, một lời cảm ơn gì đó cũng như là chú Phát ở Úc ha. Dạ. Nói lớn em. Chị xin chị. Chị được chị, nhỏ nhỏ hơn chị. Chị cũng xin cảm ơn em Hải, chị cũng nghe được lá thư em Hải đã gửi theo anh Bụi Hộp để cho đọc cho chị. Cho chị để mà đọc cho chị nghe, rồi chị cũng đã nghe rồi, và chị cũng xin cảm ơn Hải rất nhiều. Chị hứa với Hải và tất cả mọi người, chị sẽ cố sống tốt hơn sau này, sẽ để không phụ lòng mọi người tất cả. Dạ.
Thì dì Hòa thấy bức tâm tư hay dữ không? Hay, tính chút nữa xin lại đó. Xin lại luôn hả? Xin lại á. Chút nữa chứ. Câu chút. Chuyện cô chị đã viết bạn. Em một đã viết lên cho em một riêng cho em một bài học sâu sắc về nghị lực trong cuộc sống này. Đó là ý chí nghị. Chị xin dạ. Để về chị đọc ở sớm. Đó là ý chí nghị lực và cả lòng vị tha bao dung của một người phụ nữ chăn níu tay mềm nhưng ý chí rất phi thường. Cảm ơn chị đã cho em một niềm tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay. Cho dù ngày hôm nay của chúng ta có đen tối mù mịt như thế nào đó thì mình vẫn phải có niềm tin vào ngày mai. Chúc chị và gia đình luôn bình an hạnh phúc và cố gắng vượt qua để không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn. Cái chị ở đây tôi cũng dì cũng xin cảm ơn Hải. Chút nữa dì cũng xin Bùi Hồ cho dì sao chép lại cái lá thư này để dì chụp lại dì đọc để dì nhớ cái câu của cháu Hải. Qua cái câu đó thì dì cảm nhận như thế nào? Cảm nhận là ý nghĩa tràn đầy, nói nhiều chứ không bằng những cái câu cái tí mình như dì Hòa nói nhiều quá nhưng mà cũng không có bằng những vài câu của cháu Hải viết ở đây, nó đầy tràn đầy ý nghĩa và đúng theo cái nghị lực của một con người mà muốn vươn lên. Rồi cảm ơn cháu Hải nhiều. Rất là hôm nay thì cũng chân thành cảm ơn bạn Hải, xin chân thành cảm ơn chú Phát là Việt Kiều Úc, bạn Hải ở Mỹ và tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ, đồng hành, ủng hộ chị Duyên đến thời điểm này. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ để mà luôn ủng hộ, đồng hành Bùi Hồ trên cái hành trình tìm đến những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái đoạn clip cho cô bác quý anh chị xem. Và hôm nay thì đến đây cũng gửi tiền cho chị ha. Đây là cái phần của chú Phát 5 triệu. 1, 2, 3, 4. Đây là chú Phát và Việt Kiều Úc gửi riêng cho chị 5 triệu. Con cảm ơn chú Phát nhiều và chú Phát và gia đình chú Phát được sức khỏe. Đây là phần của bạn Hải ở Việt Kiều Mỹ gửi cho chị 2 triệu 350 nghìn đồng. 1 triệu, 2 triệu, 350 nghìn đồng. Cầm chắc coi chừng gió bay vậy chị. Dạ, chị cũng xin cảm ơn Hải và chúc cho Hải và gia đình Hải luôn được nhiều sức khỏe. Chắc có lẽ là chị sẽ nói lời kết thúc đối với cũng như cảm ơn lại tất cả các mạnh thường quân cũng như là mọi người đã ủng hộ, luôn quan tâm đồng hành với cuộc sống của chị ha. Dạ, sau đó cũng xin cảm ơn tất cả những mạnh thường quân và Chị nói đi dì Hòa. Thì đó thì con cứ cảm ơn chị, sao chị nói hết cái câu của chị đi rồi dì Hòa nói tiếp. Cảm ơn con, mấy cái số tiền này con sẽ làm ao đã giúp đỡ cho em được có vốn làm ăn rồi có em có cuộc sống tốt đẹp hơn lúc ở bên Cam. Và em sẽ lấy số tiền đó là làm để sau này làm ăn để có dư ra làm những chuyện rất là có ý nghĩa cũng như là mấy anh Bụi Hồ, anh Phong Bụi làm những mạnh thường quân để giúp những mạnh đời khó khăn. Em hứa em sẽ sống tốt, cố gắng sống tốt hơn để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Dạ, Phong Bụi với Bụi Hồ. Nay giống cười rồi. Bữa nay cười rồi đó. Nói gì Hòa đi, học văn bữa nay đẹp hơn gì Hòa ơi. Đẹp hơn rồi, bữa nay đẹp hơn tao, tao buồn rồi. Bữa hổm nó xấu hơn tao, tao mới đi chung, bữa nay đẹp hơn tao rồi, tao muốn buồn quá, muốn đi luôn. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Tất cả cô bác quý anh chị là mạnh thường quân đã xem và đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chân thành cảm ơn dì Hòa là người mà coi như là đứng mũi chịu sào, là người đại diện cho chị Duyên có những cái phát biểu ở trên cộng đồng mạng để hướng dẫn cho chị Duyên có một cái cuộc sống tiếp theo. Và hôm nay thì sẵn một cái chuyến đò như thế này á cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ cùng với lại chị Duyên lại thăm một cái hoàn cảnh tiếp theo ngay tại xóm Việt Kiều Campuchia, một phần quà để cho chị này có làm vốn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ạ. Vé số trên sông luôn hả? Ok rồi. Mua đi, cái này mấy vé đây? Con đâu có vé trên. 4 vé hồi lấy 50 ngàn ra mua giùm đi. Mua lên hồi nãy ra lấy. Rồi ủng hộ 50 ngàn là 4 vé 40 ngàn này đi về. Ngày bán được nhiêu tờ anh? Rồi. Rồi ủng hộ 4 vé của 200 tờ. Đó rồi. Lấy vé này cho năm nay. Thôi được rồi, 4 vé thôi.
Đúng thế rồi, nó đâu có biết đâu. Mà tại vì ở đây nó ủa sao anh không bán trên bờ mà bán trên sông? Nó chỉ ủng hộ thôi. Vậy hả? À, lấy cho em 10 tờ đi. Trời nãy thôi lấy đi, lấy rồi mình lấy. Vậy kệ chị Duyên, tặng lại chị Duyên nè. Thôi mày lấy mày dò đi, mày dò đi rồi chiều. Tao cũng mới mua ông kia 5 vé nữa nè. Món này giờ phát chiều nay sớm rồi vé. Ủa sao phát tao mày? Ủa trời trời ngộ rồi, nghe nó phát người vé rồi không sao phát tao nhiều. Trước khi đi là anh này bán cái số nãy giờ anh đợi nãy giờ. Này là anh với chị. À, tặng chị. Dạ, cảm ơn. Không có biết con. Tặng gì luôn? Dạ tặng chị trúng số nha, tặng anh Cagamen luôn. Rồi cảm ơn. Dạ, ôi trời ơi. Chiều nay còn nhiêu anh con Bùi Hồ thích đọc số. Mắt xỉu luôn. Chiều nay mà nếu mà chiều nay mà anh Bùi Hồ mà trúng số là xỉu luôn. Anh sẽ đem Duyên ra thành phố tút lại nữa đó. Dạ. Làm hết, làm chứng mài, làm hết. Làm gì nữa? Chị muốn làm đẹp gì nữa nói không nghe với. Chưa mà còn chia sẻ với mọi cô bác quý anh chị là hôm trước thì có bạn một số bạn làm YouTube hỗ trợ đến một cái nha khoa để hỗ trợ cho chị Duyên làm răng á. Thì trước đây thì cũng có một số mạnh thường quân hỗ trợ là tài trợ cái số tiền làm răng, nhưng mà hình như là nha khoa này tài trợ hết luôn đúng tài không hết. Gì Duyên? Dạ. Nhiều hả? Phần trăm chi phí và ăn ở luôn. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ đi bán cái số mà bán trên sông lần đầu em thấy luôn á. Bán nói giờ lắm, bán trên bờ bán lại người ta. À. Ồ chị Duyên bữa nay lanh dữ trời. Đó thấy chưa, từ từ sẽ lanh. Bán trên bờ người ta đồng bó bán không lại, bán trên sông không ai bán. Bây giờ cho Duyên đi bán vé số luôn đi. Có người có bình luận đó đó. Thôi bán gì chưa quen được. Chị đâu có chờ vé bán vé số được. Bà, cái bà mà kêu mình kêu bằng bà ngoại trên Sài Gòn nó chạy lên nắm tay cái muốn xỉu quá. Ờ sao vậy? Ở trong chỗ làm găng đi ra đang đau. Đi ra tự nhiên báo mà sao chạy lên mới nắm tay cái không biết cái gì nữa, cái tay qua bó ôm chị Hòa chạy lại. Hôm đó đi Sài Gòn có đi đâu chơi không? Không, mà đi ở khách sạn rồi về mà đau ngủ đi chơi mà không đi. Đau mà ngủ đi mà không đi. Ngủ đi quá đi, chị đi không? Hả? Về đây. Ủa sao kỳ vậy? Đó, thấy chưa? Tại vì anh Bụi Hồ với anh Phong Bụi là người cứu anh về, phải nên đi theo anh Phong Bụi với anh Bụi Hồ nhiều hơn. Đó, thấy chưa? Hiện giờ cũng cắt ra luôn. Mình cũng thay mặt qua clip này thì cũng cảm ơn mấy bạn làm YouTube chúng ta hỗ trợ cho chị Duyên có được cái thân hình xinh đẹp như ngày hôm nay ha. À, bây giờ mình chạy vô trong kia đi. Vô dạ, vô sâu trong kia coi cái bạn kia có nhà không.